Kính thưa quý vị, mở đầu cho phần tin Hoa Kỳ hôm nay là tin về việc thẩm phán cảnh báo ông Trump có thể bị phạt tù vì vi phạm lệnh cấm bàn thảo công khai. Thẩm phán trong phiên xử hình sự của ông Trump vào hôm thứ Hai phạt ông Trump $1,000 và xác định ông phạm tội coi thường tòa án lần thứ 10 vì vi phạm lệnh cấm bàn thảo công khai, đồng thời cảnh báo tiếp tục vi phạm có thể đưa cựu tổng thống vào tù. Thẩm phán Harm Merchan cho biết, chính khoản phạt $1,000 mà ông công bố trước đó dường như không thể ngăn chặn ông Trump vi phạm lệnh cấm, trong đó cấm cựu tổng thống bàn thảo công khai về các bồi thẩm viên và nhân chứng trong phiên xử đầu tiên của một cựu tổng thống Hoa Kỳ. Mở đầu ngày thứ 12 của phiên xử, ông Merchan nói rằng ông không muốn ra lệnh giam giữ và đã làm tất cả những gì có thể để tránh khả năng đó, nhưng ông sẽ ra lệnh giam giữ nếu cần thiết. Giam giữ sẽ là một bước chưa từng thấy trong phiên xử lịch sử, bắt nguồn từ khoản tiền bịt miệng trả cho ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels trong những tuần cuối cùng trước cuộc bầu cử năm 2016. Sau phán quyết của ông Merchan, các bồi thẩm viên nghe lời khai từ các cựu nhân viên của ông Trump có thể giúp củng cố cáo buộc ông Trump làm giả hồ sơ kinh doanh để che giấu khoản tiền bịt miệng. Ông Trump không nhận tội và phủ nhận sai phạm. Khi công bố phạt tiền, ông Merchan nói rằng ông xem giam giữ là biện pháp cuối cùng vì nó sẽ làm gián đoạn phiên xử, tạo ra thách thức an ninh lớn và làm phức tạp thêm cuộc bầu cử tổng thống 2024. Nhưng thẩm phán cho rằng việc ông Trump tiếp tục cố ý vi phạm lệnh cấm bàn thảo công khai không khác gì cuộc tấn công trực tiếp vào pháp trị. Tiếp đến là tin lốc xoáy quét qua Oklahoma trong khi mưa đá lớn như trái táo trút xuống Kansas. Lốc xoáy quét qua Oklahoma tối thứ Hai, trong khi mưa đá lớn trút xuống Kansas, sau khi các trận bão nguy hiểm mang đến khả năng lốc xoáy mạnh quét trên mặt đất kéo dài nhiều km. Cơ quan thời tiết cho biết lốc xoáy xảy ra ở phía bắc miền trung Oklahoma, trong đó có trận lốc xoáy gần thị trấn nhỏ Okeene, trong khi trận bão ở thị trấn Covington gần đó sinh ra nhiều trận lốc xoáy trong hơn một giờ đồng hồ. Rủi ro lớn nhất bao gồm những khu vực ở Oklahoma như Sulphur và Holdenville vẫn đang hồi phục sau trận lốc xoáy làm 4 người thiệt mạng và hàng ngàn người bị mất điện cuối tháng trước. Một nhân viên của quận hạt Kingfisher ở Oklahoma cho biết một căn nhà bị hư hỏng vì lốc xoáy nhưng chưa rõ có ai bị thương hay không. Trong khi đó, mưa đá lớn như trái táo với đường kính là 7.6cm trút xuống gần Allenwood, Kansas, thị trấn nhỏ cách Wichita khoảng 160 km về phía Tây Bắc. Theo cơ quan thời tiết, hơn 3.4 triệu người, hơn 1.600 trường học và 159 bệnh viện ở Oklahoma, khu vực miền Nam Kansas và miền Bắc Texas đối diện nguy cơ lốc xoáy. Các trường học và trường đại học trên khắp tiểu bang đóng cửa sớm hoặc hủy các lớp học buổi chiều và tối. FAA mở cuộc điều tra về việc kiểm tra phi cơ Boeing 787 Dreamliner. Cơ quan hàng không liên bang Hoa Kỳ FAA vào hôm thứ Hai cho biết họ đã mở cuộc điều tra về phi cơ Boeing 787 Dreamliner sau khi nhà sản xuất phi cơ nói rằng một số nhân viên sai phạm khi xác nhận một số bài kiểm tra hoàn tất. FAA điều tra xem liệu Boeing có hoàn tất kiểm tra để xác nhận việc nối cánh vào thân trên của những chiếc phi cơ 787 Dreamliner cụ thể hay không và liệu nhân viên công ty có làm giả hồ sơ phi cơ hay không. FAA nói rằng, đồng thời, Boeing sẽ kiểm tra lại toàn bộ phi cơ 787 đang trong quá trình sản xuất và cũng phải đưa ra kế hoạch để xử lý phi cơ đang sử dụng. Khi được đề nghị bình luận, Boeing đưa ra email vào ngày 29 tháng 4 từ ông Scott Stalker, lãnh đạo chương trình 787 của công ty, gửi nhân viên ở South Carolina, nơi phi cơ 787 được lắp ráp. Trong email, ông Stalker cho biết một nhân viên nhìn thấy bất thường trong bài kiểm tra tuân thủ bắt buộc. Ông nói rằng, sau khi nhận được thông tin, ông nhanh chóng xem xét vấn đề và phát hiện nhiều người vi phạm các chính sách của công ty vì không thực hiện bài kiểm tra bắt buộc, nhưng xác nhận công việc đã hoàn tất. Boeing kịp thời thông báo với FAA về những gì mà công ty phát hiện và thực hiện hành động sửa sai nghiêm túc với nhiều nhân viên. Ông cũng cho biết nhóm kỹ sư của công ty đánh giá sai phạm này không gây ra vấn đề an toàn của chuyến bay. Bên cạnh đó là tin Thống đốc South Dakota Kristi Noem đối diện nhiều câu hỏi về thông tin bà đã gặp Chủ tịch Bắc Hàn. Thống đốc South Dakota Kristi Noem hôm thứ Hai bên vực đoạn văn gây tranh cãi trong quyển sách sắp xuất bản của bà, khi bà đối diện nhiều câu hỏi về một loạt các giai thoại, trong đó có thông tin sai lệch về cuộc gặp gỡ ông Kim Jong-un,
câu chuyện về giết con chó của bà và cuộc điện thoại với cựu thống đốc South Carolina Nikki Haley, trong đó bà Noam cảm thấy bị đe dọa. Trong một giai thoại dẫn đến hoài nghi, bà Noam nói rằng bà đã gặp Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong-un trong thời gian bà ở Hạ viện. Trong chương trình CBS Mornings hôm thứ Hai, bà cho biết giai thoại này lẽ ra không nên đưa vào quyển sách và đang được điều chỉnh. Nhà xuất bản Center Street hôm Chủ nhật xác nhận giai thoại đó sẽ được xóa bỏ. Nhưng bà Noam không trả lời câu hỏi liệu cuộc gặp gỡ ông Kim có thực sự diễn ra hay không. Không có hồ sơ công khai nào về việc bà đến Bắc Hàn hay gặp ông Kim. Trong chương trình CBS Mornings, bà cho biết bà gặp rất nhiều lãnh đạo thế giới, bà đã đi khắp thế giới. Bà không nên đưa giai thoại đó vào quyển sách. Trong chương trình Face the Nation hôm Chủ nhật, Thống đốc nói rằng bà sẽ không bàn thảo chi tiết cụ thể những cuộc gặp gỡ và với các lãnh đạo thế giới hay các chuyến đi của bà. Khi được hỏi, người dẫn chương trình Margaret Burnham hỏi liệu bà có đến Bắc Hàn hay không. Bà Noam nhấn mạnh bà đã đến khu phi quân sự, tức khu vực phân chia Bắc Hàn và Nam Hàn. Tin về một quân nhân Mỹ bị bắt ở Nga. Ngày 7 tháng 5, một tòa án Nga đã xác nhận việc bắt giữ ít nhất 2 tháng đối với một quân nhân Hoa Kỳ bị cáo buộc tội danh trộm cắp. Phát ngôn viên tòa án cho biết, tòa án khu vực Pervomaisky ở Vladivostok cho lệnh bắt giữ quân nhân Hoa Kỳ Gordon Black cho đến ngày 2 tháng 7 với tội danh trộm cắp theo luật hình sự của Liên bang Nga. Trung sĩ Gordon Black, 34 tuổi, thuộc lục quân Hoa Kỳ, đang tại ngũ ở Nam Hàn, bị bắt giữ ở Nga trong tuần qua. Quân nhân này đã tự ý đi qua thành phố cảng Vladivostok. Một viên chức ẩn danh cho biết thêm rằng Black đã có vợ và đang chuẩn bị về nhà ở Fort Cavazos, tiểu bang Texas. Nhưng ông lại đi Nga để thăm một người bạn gái lâu năm. Black bị buộc tội lấy trộm đồ của bạn gái. Cũng theo những nguồn tin này, bạn gái người Nga của Black từng sống ở Nam Hàn. Mùa thu năm ngoái, hai người cãi nhau. Sau đó bà này rời Nam Hàn. Không rõ bà bị trục xuất hay giới chức Nam Hàn có liên can tới vụ này hay không. Phía Nga cho biết, Cộng hòa Liên bang Nga báo tin cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về một vụ giam giữ hình sự chiếu theo Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao. Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Moscow đang tìm gặp quân nhân bị giam giữ và đã liên lạc với gia đình Black về vụ bắt giam. Giới chức Hoa Kỳ cũng cho biết, bà Black không hề báo cho đơn vị biết rằng ông đi qua Nga và cũng không ai cấp phép cho ông đi qua đó. Black đang nghỉ phép và chuẩn bị về Mỹ. Hiện tại, có một số người Mỹ đang bị Nga bỏ tù, gồm hai người mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho là bị giam cầm trái phép, là phóng viên Ivan Dragovich làm việc cho báo Wall Street Journal và cựu quân nhân thủy quân lục chiến Paul Whelan. Tiếp theo là tin về việc con gấu kéo thi thể nạn nhân vụ va chạm ra khỏi chiếc xe ở Massachusetts. Một con gấu được cho là kéo thi thể của một nạn nhân trong vụ va chạm ở miền Tây Massachusetts ra khỏi xe của anh ta hôm Chủ nhật. Các nhà điều tra cho biết Daniel Durham, 31 tuổi ở South Hartley, có lẽ tử vong sau khi va chạm trên đường Route 91 ở Hatfield. Theo cảnh sát, bằng chứng cho thấy anh ta hoặc là bị văng ra khỏi xe hoàn toàn, hoặc là một phần cơ thể nhô ra khỏi xe và sau đó bị một con gấu kéo ra khỏi xe. Một tài xế khác gọi cảnh sát lúc 11 giờ sáng Chủ nhật khi người này phát hiện một chiếc xe trong rừng bên đường. Cảnh sát tìm thấy một chiếc xe Honda Civic bị hư hỏng nặng trong rừng. Cảnh sát tiểu bang cho biết khi cảnh sát đến hiện trường, tài xế đã chết nằm bên ngoài xe và họ thấy một con gấu ở gần hiện trường. Bằng chứng cho thấy con gấu đã tiếp xúc với thi thể của nạn nhân. Con gấu rời khỏi khu vực trong khi cảnh sát có mặt tại hiện trường. Nguyên nhân vụ va chạm vẫn đang được điều tra. Jack Jam là người duy nhất đi trên xe. Theo cảnh sát, anh ta mất kiểm soát chiếc xe, tông vào lan can bảo vệ đường và lao ra khỏi đường. Anh ta lao xuống bờ kè đường trước khi tông trúng cây cối. Hatfield là khu vực sinh sống của gấu đen ở Massachusetts. Ước tính hơn 4.500 con gấu sống ở tiểu bang. Hồi tháng 3, giới chức nhắc nhở công chúng gấu đi kiếm ăn sau thời gian ngủ đông. Quý vị vừa theo dõi phần tin Hoa Kỳ. Phần tin Hoa Kỳ được bảo trợ bởi nhà hàng Sian Steampot & Yakiniku, là nhà hàng lẩu hơi đầu tiên và duy nhất tại vùng Bay Area. Điện thoại 408-649-3106. Phần tin Hoa Kỳ cũng được bảo trợ bởi Mango Tours, văn phòng chuyên bán vé máy bay về Việt Nam với giá rẻ nhất.
Chỉ cần gọi số phone 1-888-630-9658 sẽ có nhân viên đặt vé máy bay cho quý vị nhanh chóng và tiện lợi. Phần tin Hoa Kỳ cũng được bảo trợ bởi ChaCha POS, công ty chuyên về máy lấy thẻ thanh toán tiền tự động. Xin gọi cho Bá Thông 415-335-2000. Chúng tôi xin tạm dừng bản tin trong giây lát và sau một vài giây phút giới thiệu các cơ sở thương mại, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần tin địa phương cùng các bản tin chính như sau. Dự luật mới của California có thể buộc các cửa hàng phải ngưng sử dụng quầy tự thanh toán. Hai tòa nhà ở trung tâm San Francisco sắp được bán với giá giảm mạnh. Sion Steam Pot and Yakiniku là nhà hàng lẩu hơi đầu tiên và duy nhất tại vùng Bay Area với máy hấp độc đáo có thể hấp hải sản, thịt và rau ngay trên bàn ăn của quý vị. Bên dưới phần hấp, quý vị có thể để một nồi súp hoặc cháo thơm ngon nóng hổi. Tất cả các chiết xuất và tinh chất từ những món hấp sẽ nhỏ xuống súp hoặc cháo của quý vị, tạo thành món súp hoặc cháo thơm lừng, ngọt đậm đà hương vị cho quý vị thưởng thức vào cuối bữa ăn. Các hải sản hoàn toàn tươi sống bơi lội trong hồ. Nhà hàng có các tùy chọn nướng Yakiniku với rất nhiều loại thịt nhập khẩu cao cấp như sườn nướng Miyazaki Wagyu A5 của Nhật Bản và Wagyu M9 của Úc. Cả hai đều là những loại thịt Wagyu có chất lượng cao nhất trên thế giới. Quý vị sẽ ngất ngây thưởng thức những món ăn ngon với sự bày trí thật sang trọng, lãng mạn và đẹp tuyệt vời. Ngoài ra, chúng tôi có quầy nước sốt với 12 nguyên liệu khác nhau, tha hồ cho quý vị lựa chọn. Các món ăn của nhà hàng là sự kết hợp giữa phong cách Nhật Bản và Trung Hoa. Chúng tôi rất vui mừng chào đón quý vị trong khung cảnh nhà hàng thanh lịch và sang trọng. Nhân viên rất lịch thiệp, ân cần và chu đáo. Nhà hàng còn có quầy rượu với đầy đủ các loại giúp cho quý vị có bữa ăn ngon miệng và rất phù hợp cho các sự kiện và bữa tiệc riêng của quý vị. Sion Steam Pot and Yakiniku tọa lạc tại 500 Paperland Milpitas, điện thoại 408-649-3106. Chào mừng quý vị đến với Mango Tour, nơi quý vị đặt vé máy bay đi Việt Nam với giá rẻ nhất, nhanh chóng và dễ dàng. Mango Tours tự hào mang đến chất lượng phục vụ tốt nhất với hàng ngàn đánh giá 5 sao từ khách hàng, luôn sẵn sàng hỗ trợ mọi chuyến đi của quý vị, từ đặt vé, hủy vé hay giữ chỗ cho quý vị. Đặc biệt, Mango Tours luôn có những ưu đãi với giá vé rẻ nhất không thể cạnh tranh. Hãy gọi ngay số 1-888-630-9658 để được các nhân viên của Mango Tours tư vấn các chương trình khuyến mãi tốt nhất cho quý vị. Quý vị nào là chủ nhà hàng, chủ tiệm nails, chủ cơ sở thương mại muốn cài đặt hệ thống máy lấy order, máy credit card, máy ATM, hãy tham khảo hệ thống máy lấy thẻ của anh Châu Bá Thông. Anh Châu Bá Thông hiện giờ có chương trình khuyến mãi giá thấp và cho quý vị mượn máy lấy thẻ miễn phí và không cần hợp đồng. Anh Châu Bá Thông còn có máy POS, iPad, tablet lấy order tại bàn, rất thích hợp cho nhà hàng và tiệm nails. Nên gọi Châu Bá Thông 415-335-2000 để biết thêm chi tiết và những ưu đãi.